Thưa quý vị, chiều qua 7 tháng 10, ông Hoàng Vũ Thảnh, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đến dự có ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu. Theo báo cáo tại cuộc họp trong 9 tháng qua, trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành và tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Nhờ đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt gần 19.630 tỷ đồng, tương đương 69,8% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 22.100 tỷ đồng, bằng 72,5% kế hoạch. Thu ngân sách được 3.324 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu ban hành 133 quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 372 hộ dân, đơn vị với kinh phí trên 520 tỷ đồng. Tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng 9 tháng năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã trao đổi tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, công tác đảm bảo trật tự xây dựng. Lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo các ngành các cấp địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp kích cầu du lịch trong những tháng cuối năm. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, trong 3 tháng còn lại của năm 2020, thành phố tiếp tục triển khai đề án phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Chia sẻ dữ liệu, ấn phẩm, truyền thông quảng bá về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Bên cạnh đó, ông Hoàng Vũ Thảnh, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, yêu cầu các phòng ban tập trung vào công tác cải cách hành chính, thu ngân sách, lập bộ phận quản lý trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu, đồng thời hoàn thành việc di dời và sắp xếp lồng bè nuôi trồng thủy sản trên sông Vinh và sông Chà Và vào khu quy hoạch. Thành phố cũng tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng nhằm giải ngân 100% vốn đầu tư công.